Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta bó một cái bó hoa 22 bông nha. Thì nguyên liệu của chúng ta, thứ nhất chúng ta sẽ dùng hoa sáp. Ở đây tôi sử dụng hoa màu đỏ 22 bông ạ. Tiếp theo thì tôi sử dụng một số cái hoa điểm này để trang trí vào cái bó hoa nhìn cho nó xinh. Cái thứ ba là tôi dùng cái xốp này. Thì có rất là nhiều bạn đã thắc mắc hỏi tôi rằng là nếu như tôi dùng cái loại xốp này thì nó có bị gãy hay không? Thì tôi xin trả lời là như thế này ạ. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ phải chọn xốp ạ. Thì cái xốp mà để chúng ta dùng hiệu quả nhất đó chính là cái xốp mà chúng ta cắm vào cái thùng đựng hoa quả ạ. Thì cái thùng đó là cái thứ nhất là cái khổ xốp nó dày. Cái thứ hai là cái xốp đấy nó rất là mềm dẻo. Do đó là cái hiện tượng mà gãy thì nó sẽ xảy ra rất là ít. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta dùng cái cành này, chúng ta dùng kem sữa, chúng ta cắm vào đây, cắm vào trong cái xốp này, thì cái phần mà cái cành này nó cũng đã, khi mà nó cái keo nó khô á, thì nó sẽ đã có tác dụng là giữ cho cái xốp này của chúng ta nó liên kết với nhau rồi. Thì nên là sẽ không bao giờ có hiện tượng là bị gãy nữa nha các bạn. Trừ trường hợp là các bạn dùng cái miếng xốp quá mỏng, hoặc là dùng cái miếng xốp mà có những cái hạt xốp này nó to này, thì nó sẽ rất là dễ gãy. Nếu như bạn dùng đúng như cái loại mà tôi hướng dẫn ấy, thì nó sẽ không bao giờ xảy ra hiện tượng gãy. Vì tôi đã dùng nhiều rồi, nên là các bạn cứ yên tâm để dùng nha các bạn. Thì khi mà chúng ta dùng cái miếng xốp như thế này ấy, thì nó sẽ rất là tiết kiệm. Bởi vì khi chúng ta mua cái xốp kia thì nó không đáng là bao nhiêu đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta bó hoa sỉ thì chúng ta dùng nhiều, thì khi mà số lượng ít thôi nhưng mà chúng ta dùng nhiều thì nó cũng sẽ tăng lên cái giá thành của chúng ta nhé. Thì khi chúng ta dùng bó hoa để bán sỉ thì chỉ cần tiết kiệm được vài nghìn cho một bó thôi là chúng ta đã có giá cả cạnh tranh rồi. Còn tiếp theo là chúng tôi sẽ dùng cái giấy này, tôi sẽ dùng giấy hai mặt. Giấy hai mặt này nó có ưu điểm là rất là mềm và khó bị nhầu, do đó nên là cái quá trình mà vận chuyển xa nó sẽ cũng không bị nhầu nhiều lắm ạ. Cái thứ ba là tôi dùng cái giấy bóng kính này, tức là tôi dùng cái giấy lụa này. Thì lụa này chúng ta sẽ dùng giấy lụa tập hoặc là giấy lụa cuộn như thế này. Ở đây thì tôi dùng giấy lụa cuộn như thế này. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta cắt giấy nhé. Cái giấy bóng kính này thì chúng ta cứ để nguyên. Giấy lưới này thì chúng ta cũng để nguyên. Ngoài giấy lưới này chúng ta có thể dùng cái loại giấy mà ở giấy bóng và ép cái vân lên ấy nhé. Chúng ta có thể dùng cái đấy. Phần giấy này chúng ta sẽ sử dụng 3 tờ giấy ạ. Tờ thứ nhất thì chúng ta sẽ để nguyên, không cắt nhé. Tờ thứ hai và thứ ba thì chúng ta sẽ cắt như thế này. Tôi sẽ cắt đôi tờ giấy. Hai tờ đầu tiên chúng ta sẽ cắt làm phần này là 2/3 và phần này là 1. 2/3 đây và 1/3 đây. Chúng ta được tờ thứ nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ gấp vào. Chúng ta cắt làm tư. Như vậy là chúng ta đã xong phần cắt giấy nhé. Còn phần giấy lụa này gấp lại. Chúng ta sẽ cắt làm 3 miếng như thế này. Khổ là tầm 22 và dài này 6 mũi là 50. Chúng ta sẽ cắt làm 3 khổ như thế này, 3 tờ như thế này. Như vậy là chúng ta đã được 3 tờ. Tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cắm nhé. Chúng ta sẽ dùng keo sữa. Trên bóng bó đầu tiên chúng ta sẽ cắm 3 bông. Như vậy là xong lần đầu tiên. Tiếp theo chúng ta cứ thế cắm.
Chúng ta cứ cắm như thế này cho đến khi hết nhé. Sau khi cắm thì chúng ta sẽ được bó hoa như thế này. Chúng ta sẽ được một cái phần chuẩn bị như thế này. Thì tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bó nhé. Tiên chúng ta sẽ dùng cái giấy bóng kính này gấp lại như thế này. Chúng ta để cái bó hoa của chúng ta lên. Vậy là chúng ta xong lớp đầu tiên nhé. Lớp thứ hai thì chúng ta sẽ dùng cái giấy lưới này. Như vậy là chúng ta đã xong hai lượt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái giấy màu đen này ta gấp nhé. Khi chúng ta bột được như thế này, chúng ta sẽ dùng cái giấy này, cái giấy mà chúng ta vừa mới gấp và vừa cắt đấy, chúng ta gấp hình cánh quạt nhé.
xem là chúng ta sử dụng cái tờ giấy mà chúng ta cắt lúc được lúc 2/3 đấy á, chúng ta gấp lại như thế này. Để như này. Bên cạnh này. Tiếp theo là tờ giấy này chúng ta cắt 5/4. Cái tờ tiếp theo chúng ta cũng gấp như vậy. Cái tờ hai cái tờ mà có 1/3 lúc trước chúng ta bó đấy ạ. À chúng ta cắt ra rồi đó. Cái tờ mà lúc nãy chúng ta cắt ra 1/3 đấy ạ, thì chúng ta sẽ cho phần dưới này. Thì cái phần tờ này nhá, nó chỉ có tác dụng là nó giữ cái phần, nó lấp đi cái phần hở này thôi nhá. Thì các bạn cho vào đây là chúng ta cắt. Chúng ta sẽ mình nơ, chúng ta buộc lại. Chúng ta dùng cái nơ này ở đây, tôi dùng cái nơ kim tuyến này, chúng ta sẽ buộc vào. Còn ở phần trên này, cái cỏ điểm này, thì cái cụm này chúng ta sẽ cắt ra thành những cái cụm nhỏ và chúng ta dùng cái keo nến để chúng ta dán vào đây. Chúng ta dùng keo nến để dán vào những cái phần mà chúng ta cảm thấy trống, chúng ta sẽ cắm cho vào đây luôn. Đây là thành phẩm của chúng ta. Mời các bạn xem thành phẩm của chúng ta. Vừa rồi là tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta bó cái bó hoa 22 bông như thế này ạ. Các bạn nhớ like, share và subscribe để nhận được nhiều những thông tin mới nhất từ những video của chúng tôi nha các bạn. Chúc các bạn có những cái tác phẩm thật là đẹp.